Đêm nhạc Em Gái Mưa, Hương Tràm chỉ mặc một bộ đồ, nói gì khi hát hit của Mỹ Linh. Sau sự cố bị hủy show vào hôm 12 tháng 5 do trời mưa lớn, Hương Tràm cùng ekip đã đền bù cho khán giả thủ đô đêm nhạc Em Gái Mưa vào tối ngày 13 tháng 5 tại không gian âm nhạc Music Garden thuộc nhà hát lớn Hà Nội. Đây là đêm nhạc riêng của Hương Tràm kể từ khi về Việt Nam sau 4 năm du học Mỹ. Giọng ca xứ Nghệ chọn Hà Nội là nơi đầu tiên để tri ân khán giả bởi đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm và nuôi dưỡng tâm hồn cô trong nhiều năm xa xứ. Trở lại Việt Nam sau 4 năm, Hương Tràm khiến người hâm mộ bất ngờ khi cô không có sự đầu tư về trang phục. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 biểu diễn suốt hơn 2 tiếng nhưng chỉ mặc một bộ đồ. Nói về điều này, Hương Tràm cho biết đó là sự lựa chọn của mình, thay vì dành 10 phút để thay đồ thì dành thời gian đó cho những khán giả thân yêu của mình sau nhiều năm xa cách. Lần này, Hương Tràm cũng làm mới những ca khúc Hương Ngọc Lan, Tóc Gió Thôi Bay theo cách hát của mình. Tràm muốn gửi lời tri ân tới tất cả anh chị nghệ sĩ như anh Quân, chị Mỹ Linh rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ như Tràm vẫn tiếp tục gìn giữ và làm mới những ca khúc theo tư duy của mình mà không làm mất đi giá trị đẹp đẽ nhất của nó, Hương Tràm bày tỏ. Bên cạnh những ca khúc lần đầu Hương Tràm cover trên sân khấu, nữ ca sĩ còn chiêu đãi khán giả thủ đô sáng tác mới nhất của mình kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh mang tên Sweet Home. Ca khúc thể hiện tình yêu với quê hương đất nước Việt Nam, với thủ đô Hà Nội sẽ được giới thiệu trong EP sắp ra mắt của cô vào thời gian tới đây.